khi nghe Chúa gọi con trở về, về trời với Chúa chan chứa bao niềm vui. Về trời với Chúa con thấy tâm hồn mình rộng ràng, ngàn trái tim mở rộng cùng đơn trời đeo vàng. Lạy Chúa khi nghe Chúa gọi con trở về, về trời với Chúa êm ái cho đời con. Về trời với Chúa bao tháng năm mỏi mòn đời chờ, tình Chúa dâng ngập trời ngây ngất muôn thiên thu. Con trở về cùng Chúa, với Chúa, Chúa ơi, con trở về cùng Chúa như cánh chim phượng hoàng. Ẩn mình trên ngọn núi đấng quyền năng vô biên. Lạy Chúa khi nghe Chúa gọi con trở về, về trời với Chúa chan chứa bao niềm vui. Về trời với Chúa con thấy tâm hồn mình rộn ràng, ngàn trái tim mở rộng cùng đấng trời đeo vàng. Lạy Chúa khi nghe Chúa gọi con trở về, về trời với Chúa êm ái cho đời con. Về trời với Chúa bao tháng năm mỏi mòn đời chờ, tình Chúa dâng ngập trời ngây ngất muôn thiên thu. Con trở về cùng Chúa, với Chúa, Chúa ơi, những gì là trần thế con xin trả lại đời. Hồn trào dâng ngây ngất với tình yêu bao ngô. Trên bến sông có chiếc cầu nhỏ cong cong, hàng cầu dưới nắng trong lá trầu không. Chị tôi trông dễ thương bán rau chợ cầu đồng ý à. Chị tôi chưa lấy chồng. Con gái lưng ông có bao người thầm mong theo, mẹ giúp con gái yêu lấy chồng đi. Chị thương hai đứa em, thương mẹ già còn đâu ý nhà. Chị chưa muốn lấy chồng. Tôi khuất xa, chúng tôi không còn thương ngày. Chỉ lại lo các em chuyện chồng con. Ngày chia tay bên sông, thấy chị buồn mà thương nghĩ nhớ. Chị sao chưa lấy chồng? Chỉ sao chưa lấy chồng?
sáng trong có một người đàn ông qua. Họ về xây chiếc cầu nối bờ sông. Gặp chị tôi dễ thương, bởi xin lời cầu hôn ní à. Chị cũng muốn lấy chồng. Sông đã lâu không thấy người về đường rồi, để chỉ tôi ngóng chờ mắt lệ nhòa. Hàng cầu đau trái cao, bao lá trâu buồn rơi theo. Chị vẫn chưa có chồng. Nhiều năm xa cách xa, chúng tôi trở về quê thăm. Nhìn hàng cao sáng sờ lá trầu khô. Mộ chị tôi bé xinh đứng bên cầu lẻ loi.
bình thường êm ấm vô lo ngày đêm nhận thân xác hồn cả tàn hơn với cha chúng con ở trên trời chúng con nguyện lên cha cả sáng nương cha chỉ đến ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con xin cho đại chúng con xa trước cám dỗ nhưng có chúng con cho khỏi sự dữ amen chúa trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người ở với bà chúa trời bà là đúng là thánh maria mẹ chúa trời cầu cho chúng con là kẻ có tội như đây và trong giờ xin chúa bạn cô sau khi kết thúc cuộc đời trần thế được về quê vui hưởng cuộc sống đời đời vì chúng ta tin chắc rằng sự chết chưa phải là kết thúc tất cả nhưng là cửa ngõ tiến vào sự sống đời đời đối với những người tin vào Chúa Kitô sự sống chỉ biến đổi chứ không bị tiêu tan cô Martha đã được chịu phép rửa đã phải sự đời sống với nàng ngay khi còn sống ở trần gian này chúng ta hãy cầu nguyện cho cô Martha hy vọng cô được ở vinh quang phục sinh với Đức Kitô khi Chúa thương gọi tôi lời chúng con lạy vua muôn thuở xin đừng để cho người
chị em chúng con phải lìa xa Chúa, nhưng nhờ vào quyền năng vinh quang của Chúa, xin đồng ban cho người chị em này được vào nơi đầy ánh sáng, hạnh phúc và bình an. Xin Chúa nhận lời chúng con. Thưa cộng đoàn, trước cái chết của cô Martha đã làm cho chúng ta đau buồn, nhưng trong niềm tin cậy và yêu mến, chúng ta cùng nhau chạy đến với Chúa Giêsu cùng với người chúng ta hãy thưa lên rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện thân Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa tan dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Mẹ Maria cũng là người từng trải qua thử thách đau thương, nhất là khi người đứng dưới chân thánh giá Chúa. Chúng ta chạy đến với Đức Mẹ, xin Mẹ nâng đỡ chúng ta trong cơn thử thách này. Kính Maria, đời ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ năm tử. Amen. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã gọi cô Martha ra khỏi thế gian này trở về với Chúa. Xin cho người con Chúa đây, ngay từ giờ phút này, được thoát phòng tội lỗi, được đón nhận vào nước Chúa chọn, chờ đợi ngày thân xác phục sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Anh chị em thân mến, chúng ta đang tương tiếp người thân của chúng ta vừa được Chúa gọi về. Vì thế, chúng ta muốn chiếc lên đầu chiếc khăn tang này để tỏ lòng thương mến, nhớ tiếc và biết ơn. Tuy nhiên, như tiên tri Isaiah đã báo trước cho chúng ta biết rằng, ngày kia, Chúa dẫn dắt chiếc khăn bao trùm trên muôn dân, bức màn phủ trên mọi nước, sẽ tiêu diệt sự chết đến muôn đời, và cho người thân của chúng ta đây được hân hoan vui mừng trong ơn cứu độ của Ngài. Và chúng ta xin Chúa chúc lành cho những thanh tang này để nhắc nhở chúng ta cầu nguyện cho người thân của chúng ta chóng đạt tới ngày hạnh phúc ấy. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha nhân ai, Chúa luôn sẵn sàng hồi an nâng đỡ những ai đang sầu thương khóc lóc. Xin chúc lành cho những thanh tang này để biến chúng từ câu chỉ biệt ly tan tóc hàn điện hy vọng được cứu độ và giải thoát dành cho những ai tôn thờ Chúa. Xin Chúa ban ơn nâng đỡ hồi an những ai đang thương khắp người thân của họ vừa qua đời, để họ biết can đảm và tin tưởng kho dân người thân của họ cho sự quan vọng đầy tình thương của Chúa. Xin cho họ biết thuận theo ý Chúa và sống trong bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Anh chị em thân mến, Thánh Phaolô nhắc nhở cho chúng ta biết rằng chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa, và theo giáo lý Công giáo, thân xác con người sau cuộc đời trần thế dù có bị bột nát tiêu tan đi, nhưng đến ngày tận thế sẽ được sống lại. Vì thế, Hội Thánh dạy chúng ta phải tôn trọng thân xác người chết, chôn táng hoặc hỏa thiêu cách kính trọng theo phong tục, hoàn cảnh địa phương và thời đại. Một trong những cách thức nhà hỏi tỏ lòng cung kính đối với người đã ra đi là sắm cho các ngài tấm áo quan xứng đáng, được coi như ngôi nhà, giúp các ngài yên giấc chờ ngày sống lại. Và chúng ta học lời cầu nguyện, xin Chúa chúc lành cho chiếc áo quan này và nhận lòng thành kính của chúng ta đối với người thân đã ra đi, và ban cho cô Martha được yên giấc ngàn thu. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Thiên Chúa và là Đấng cứu chuộc chúng con, Chúa đã truyền cho chúng con phải tôn trọng thân xác mình, vì sau khi được thánh tẩy trong nước rửa tội,
còn thấy con người chúng con đã trở nên để thờ vua Chúa. Xin Chúa chúc lành cho chiếc áo quan này để thân xác tôi tớ Chúa là cô Martha được yên nghỉ trong đó, chờ ngày Chúa cha sống lại và bài hương tôn nhan Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Vì công nghiệp đức nữ đồng trinh mà Chúa giơ tay dâng tấm lửa hồng đúng đâu vô cùng lớn cao. Xin Chúa nghe lời chúng con thân cầu mà đưa linh hồn mát ta qua chốn đau sầu. Xin vì công nghiệp đức nữ đồng trinh mà Chúa giơ tay dâng tấm lửa hồng. Xin Chúa nghe lời chúng con cần cầu mà đưa linh hồn mặc ta qua chốn đau sầu. Xin vì công nghiệp đức nữ đồng trinh mà Chúa giơ tay dâng tấm lửa hồng nung đau vô cùng lớn lao. Lạy Chúa, xin cho linh hồn mặc ta được và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn mắt ta. Xin đón mai táng chúng ta nhận quan cho cô mẹ. Tôi nhớ con nhớ Chúa
luôn công chính từ nhân, khi người tuyên án nhân loại. Tuyên án nhân loại, mẹ con cứ mang con trong muôn mảnh tội lỗi. Con thân tội lỗi, con sinh trong kiếp tội nhân, con hằng sợ hãi u sầu. Lạy Chúa xin